Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 176 Cứ tưởng rằng trong phủ có người cơ thiếp khóc lóc, ném đồ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, Cố Hoài Nhu và Khương Đào Hoa đều ngạc nhiên. Lan Quý Phi mặc một bộ quần áo giản dị của cơ thiếp, tóc búi rụ xuống, trên cài châm ngọc hoa, trang điểm nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn các nàng. Ngài, đào hoa lắp bắp, tại sao ngài lại ở đây? Sau khi Minh Đức Đế băng hà, các phi tần không có con đều bị đưa lên núi dưỡng lão, huống chi tiên đế lại mất tại chỉ lan cung. Trong chiều sẽ có nhiều người gây sự với lục chỉ lan, nàng trước đây còn tưởng rằng lục chỉ lan sẽ đi đâu, không ngờ. Không hoan nghênh ta sao, lục chỉ lan cười, bước vào cửa và đến trước mặt nàng nói, thẩm tại giã không nói với ngươi sao từ hôm nay ta là nương tử trong viện này cố hỏi nhu khương đào hoa trong lịch sử có việc phi tử kết hôn lại nhưng cũng bị thiên hạ chế nhạo không ngờ thẩm tại giã lại đưa lan quý phi được dùng ái nhất trong lục cung về tướng phu thật ngông cuồng thật lớn gan thật thâm tình mấp máy môi đào hoa khẽ cúi đầu ra chưa bao giờ nhắc đến chuyện này vì vậy ta hơi bất ngờ nương nương không Lực nương tử đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Ừ, ở chỗ yêu thích. Cố hỏi nhu ngẩn người nhìn nàng, rồi nhìn đào hoa. Trong khoảnh khắc, không biết nói gì cho phải. Tại sao lại đưa nàng vào phủ? Là phi tử của thiên hoàng cũng đành. Nhưng lục trì lan và thẩm tại giã không phải là huynh muội trên danh nghĩa sao? Như vậy thật trái với luân thường đạo lý, ra sao có thể làm vậy? Phu nhân không có lời nào khác muốn hỏi ta sao? lục chỉ lan nhìn khương đào hoa với ánh mắt đầy thâm ý lời khác đào hoa suy nghĩ một chút rồi hỏi nương nương vì sao đến tướng phủ còn có thể vì sao nữa lục chỉ lan ngồi xuống nhìn đồ trên bàn và cười khẽ tất nhiên là vì ta thích hắn hắn là ai không cần nói rõ cũng biết ngoài ý muốn nhưng lại hợp lý đào hoa gật đầu không nghĩ ngợi gì khuôn mặt trông rất bình tĩnh lục chỉ lan ngước mắt tò mò nhìn phản ứng của nàng, phù nhân sao không trách móc, cũng không tức giận. Đào hoa nhún vai, ta có quyền gì mà trách móc và tức giận. Ngươi và tướng gia đã có mối quan hệ từ trước, những chuyện giữa các ngươi ta không thể hiểu hết. Ngươi và gia đều thấy đúng, thì cứ làm vậy đi. À, lục chỉ lan nhớn mày, chống cảm quyến rũ nhìn nàng, ngươi không sợ ta giành ân sủng của ngươi sao? Ân sủng sao? Đào hoa cười tất cả phụ thuộc vào niềm vui của gia. Hắn thích ai thì dùng ai, không cần tranh giành. Lục chỉ lan nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng nói trầm, có vẻ ngươi cũng chưa chắc đặt hắn trong lòng. Xin chỉ giáo, là một nữ nhân, nếu thực sự đặt một nam nhân trong lòng, ghen tuông là điều căn bản. Lục chỉ lan nói sâu xa, một khi buông bỏ hai điều đó, thì chưa chắc thích nam nhân đó nhiều. Rất có lý, đào hoa gật đầu, nói vậy, nàng thật sự không thích thầm tại giã lắm. Điều này cũng không có gì sai, dù sao hai người bọn họ thường xuyên ở cùng nhau, nhưng thật lòng đến mức nào ai mà biết được. Nhập vai quá sâu, người tin tưởng sẽ bị tổn thương. Mà để cả hai cùng nhập vai thì quá khó, tình cảm là chuyện phức tạp, khó hơn cả tính toán người khác, nên Khương Đào Hoa không tốn tâm tư để ý. Nàng và thẩm tại giã dù là tình cảm gì, nếu hai bên đều có lợi và tiếp tục tốt đẹp, thì cũng là điều tốt. Bình tĩnh lại, đào hoa cười nói với lục chỉ lan, lục nương từ nên đi thỉnh an ra trước. Chúng ta ở đây đang bận rộn, khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau uống trà. Được, lục chỉ lan đứng dậy, mỉm cười với nàng, vậy ta đi tìm tướng ra. Ừ, đào hoa thả mắt xuống, tiếp tục xem danh sách trên bàn, trông như vừa chào hỏi người quen, không có cảm xúc gì khác. Cố hồi nhu kinh ngạc không ngừng, không kiềm được nói, thiếp cuối cùng hiểu ra, trong viện này chỉ có ngài mới xứng làm chủ mẫu, người khác chắc chắn sẽ ghen tị. Ghen tị để làm gì? Đào hoa cười nhẹ, chỉ tự làm khó mình thôi. Không phải là nói như vậy, cố hồi nhu nói, trong viện chúng ta, ai cũng biết ra đối xử tốt với Lan Quý Phi thế nào, trước đây chỉ nghĩ là tình huynh muội, nhưng giờ thì... Ngài không biết là địa vị của ngài bị đe dọa sao? đe dọa gì chứ, đào hoa liếc nhìn nàng, thân phận của lục nương từ mãi mãi không thể làm chủ mẫu tướng phù. Thiếp không nói về địa vị này, cố hoài nhu nhẹ nhàng dậm chân, thiếp nói là địa vị trong lòng ra. Thầm tại giã trong lòng, khương đào hoa cười nhẹ, lắc đầu, nữ nhân nào có thể chiếm vị trí cao trong lòng hắn chứ? Trong lòng hắn còn có gia quốc thiên hạ, tình cảm nam nữ là ít nhất. Trước đây tự yến quy đã nói, thầm tại dã đối với lục chỉ lan là ái nấy nếu đã ái nấy đối xử tốt với nàng cũng là đúng sau khi làm rõ hóa đơn đào hoa chấn an cố hoài nhu vài câu rồi ra ngoài nàng chưa bao giờ biết rõ ghen tị là gì trong tình cảm chỉ từng trải qua đau khổ vì bị phản bội khi thấy lý tấn và khương tố hành bên nhau trong lòng nàng chỉ có chán ghét và oán hận chưa bao giờ ghen tị nữ nhân thường xuyên ghen tị dễ bị biến dạng nàng còn muốn nghe lời sư phụ để dưỡng nhan. Vừa định bước vào nhà chính lâm vũ viện, tay áo nàng bị kéo lại. Đào hoa hoàn hồn, nhìn nghi ngờ về phía thanh đài bên cạnh, có chuyện gì vậy? Chủ tử ngài quên rồi sao? Thanh đài nói nhỏ, ngài vừa để lục nương tử vào, bây giờ nàng và gia đang ở bên trong. Đào hoa dừng lại một chút, bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu mình, nhỏ giọng nói, ta đang nghĩ gì vậy? Đầu óc không hoạt động thứ này ngươi cầm lấy, chờ họ ra rồi đưa. Nói rồi, nàng đưa danh sách trong tay cho thanh đài, quay đầu định đi. Nhưng chưa kịp bước ra, nàng đã nghe thấy tiếng đối thoại trong phòng. Ta đã hứa với ngươi thì tự nhiên sẽ làm được. Thẩm tại giã nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm, ngươi đã chịu nhiều khổ bên ngoài. Ta sẽ bù đắp tất cả cho ngươi. Lục chỉ lan cười khanh khách, ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói, muốn bù đắp cho ta thì đơn giản thôi. Trước tiên hãy tự mình xuống bếp, làm cho ta một bàn món ăn được không?" Đào Hoa nghe thấy dừng lại, nghĩ rằng nam nhân tránh xa bếp núc, thầm tại dã là người như vậy. "Được." Nam nhân bên trong đáp lại. Mọi suy nghĩ phía sau đều bị dập tắt, Đào Hoa mang váy đi ra ngoài, cúi mắt cười. Những người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, dù người khác có muốn chen vào cũng không thể. Nàng không phải tự coi nhẹ mình, nàng không thua kém Lục Chỉ Lan chỉ là khi nghe thẩm tại giã nói hào, trong lòng nàng đột nhiên thắt lại, như bị ai đó ngắt một cái, cũng không biết đó là lỗi hay không. Lắc đầu, nàng tiếp tục ra ngoài phân phó gia nhân dọn dẹp sạch sẽ phủ, rồi cử người ra ngoài tìm hiểu tung tích sứ thần triệu quốc, cuối cùng mới ngồi ở tranh xuân các ngẩn ngơ. Lục chỉ lan đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy các món ăn và thịt bầy trên bàn, cười mà như không hỏi, ngươi còn nhớ món ăn này không? chỉ là măng xào thịt đơn giản. Thẩm tại giã thản nhiên nói, năm đó ngươi từ lục phủ mang đến quân doanh cho ta, khi đến nơi đã lạnh ngắt, làm sao có thể quên được. Lục chỉ lan, một thiên kim đại tiểu thư, thực ra không biết làm món ăn, nhưng khi hắn ở quân doanh, chạm lô oán hận rằng thức ăn quá kém, nàng đã ở lục phủ rằng co mấy ngày, cuối cùng ngàn dặm xa xôi mang món ăn đến cho hắn. Khi đưa món ăn này, Lục Chỉ Lan đã bày tỏ tình cảm với hắn, nói thiếp nguyện theo quân ba nghìn dặm chỉ mong quân chịu mang theo thiếp lúc đó hắn cũng không để ý đặt món ăn bên cạnh và tiếp tục ăn thức ăn trong quân doanh điều này chắc hẳn đã khiến nàng oán hận không ít nên hôm nay mới có yêu cầu như vậy trong mắt đầy vẻ hồi ức lục chỉ lan nhìn hắn đang sắt thức ăn nói nhỏ sớm biết vậy ta chắc chắn không thể ngốc như vậy bây giờ hối hận vẫn còn kịp khói dầu bốc lên tứ phía trong hoàn cảnh này thẩm tại giã vẫn yêu nhã như tiên hắn hiếp mắt nghiêng đầu nhìn nàng quay lại không muộn cười lạnh một tiếng lục chỉ la nói người nghĩ ta ngu như vậy sao đã bị ruồng bỏ như vậy còn muốn để người sống tiêu dao mà không đòi lại nàng đến để đòi nợ đòi xong kiếp này kiếp sau sẽ không còn vương vấn thẩm tại giã mỉm cười không nói nhiều chỉ một lát sau đã mang thức ăn ra khỏi nồi đưa nàng trở lại nhà chính lâm vũ viện người biết làm món ăn sao nhìn đĩa măng xào thịt trước mặt lục chỉ lan nhíu mày năm đó nàng đã mất rất nhiều công sức mới làm ra một đĩa như vậy dù sao đã từng là người trong quân thẩm tại giã thản nhiên nói nếu không biết làm khi ngủ ngoài trời chẳng phải muốn chết đói sao được rồi lục chỉ lan mím môi cầm đũa gắp măng và thịt cho vào miệng sau khi nhai xong cổ họng nàng khẽ nhúc nhích muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng, hốc mắt dần đỏ lên. Thẩm tại giã đưa khăn cho nàng, yên lặng chờ bên cạnh, nhìn nàng ăn xong đĩa măng xào thịt với đôi mắt đỏ hoe, sau đó đưa tay thu dọn đĩa và chén, mang ra ngoài. Khi hắn vừa ra cửa, không ngoài dự đoán, tiếng nghẹn ngào từ trong phòng vẫn truyền ra. Buông bỏ quá khứ là điều rất đau khổ, phải không? Thẩm tại giã cúi mắt, nhưng chỉ khi buông bỏ mới có thể nhìn rõ, mới hiểu được trong lòng mình nghĩ gì ra vừa ra khỏi lâm vũ viện thẩm tại giã liền gặp khương đào hoa hắn nhấn mày nhìn nàng có chuyện gì đào hoa gượng cười xoa tay khăn cũng không có gì chỉ muốn hỏi ngài định xử trí người triệu quốc như thế nào dương vạn thanh và lý tấn sẽ ở lại những người khác sẽ được đưa về triệu quốc thẩm tại giã nói hai nước muốn liên minh sau đó đại ngụy cũng sẽ phái người sang triệu quốc chương 177. Như vậy à, đào hoa gật đầu, thế thì thiếp yên tâm. Thẩm tại giã nghiêng đầu nhìn nàng, sao thế, nàng còn lo lắng hắn không thành công sao? Đó là đương nhiên, đào hoa cười nhẹ, hoàng tỷ của thiếp rất coi trọng vị phò mã này, nếu hắn không quay về được, tỷ ấy chắc sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích. Thì ra là lý do này, thẩm tại giã khẽ gật đầu, cầm mâm và chén trên tay rồi tiếp tục bước về phía trước. Khương Đào Hoa đứng nhìn bóng lưng hắn cho đến khi hắn biến mất ở khúc quanh. Nàng mới ngồi xổm xuống, chọc chọc hòn đá nhỏ trên mặt đất, nhỏ giọng lầm bẩm đường đường là thừa tướng, sao lại phải tự mình thu dọn bát đũa như thế này. Khi màn đêm buông xuống, tranh xuân các cũng đã thắp đèn, Đào Hoa ngồi dưới ánh đèn ngẩn ngơ, trong mắt đầy vẻ buồn bã mà thanh đài chưa từng thấy chủ tử đang nghĩ về thừa tướng sao? Đào hoa thở dài, ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ là quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút. Gần đây đúng là rất mệt mỏi, thanh đài nghĩ một chút rồi nói, vậy ngài nên đi nghỉ sớm đi. Tướng ra chắc cũng không tới đâu. Thanh đài à, nghe vậy, đào hoa không khỏi sờ cầm, ngươi nghĩ thầm tại giã sẽ sùng ái lục nương tử sao? Thanh đài ngạc nhiên, nô tỳ không biết tướng ra có sùng ái hay không nhưng đêm nay người đúng là ở đó lâu hơn bình thường. Đào hoa nhẹ nhàng dùng mình, nghiêm túc nói, dù nói hai người này sớm nên ở bên nhau, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều trở ngại. Vậy mà họ vẫn có thể gần gũi như thế, thật khiến người ta bất ngờ. Chủ tử đang ghen sao? Thanh đài kinh ngạc hỏi. Không có, đào hoa đứng dậy, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường, chỉ là thấy ngạc nhiên thôi. Thẩm tại giã người ấy, nhiều năm trước không để tâm đến ai vậy mà giờ đây lại có tình cảm thanh đài gật đầu dường như cũng cảm thấy như vậy đang định nói thêm thì từ trên xà nhà vang lên một giọng nói trong lời nói đã đầy vị chua rồi còn nói là không ghen sao đào hoa dừng lại lập tức ngẩng đầu nhìn lên xà nhà tự yến quy mặc lại trang phục bình thường nhanh nhẹn nhảy xuống trông như một hiệp khách tiêu sái ngươi còn sống à đào hoa vỗ ngực Vậy thì ta yên tâm rồi, lâu như vậy không xuất hiện, ta còn tưởng ngươi đã chết trong hoàng cung. Suốt nữa thì chết, tự yến quy tức giận liếc nhìn, rồi ngồi xuống mép giường của nàng, phất tay bảo thanh đài tiếp tục. Thanh đài nhìn hắn với vẻ đề phòng, lùi lại vài bước, nhưng không ra ngoài. Tự yến quy biểu môi, không để ý, trực tiếp nói, nếu không phải ta quen thuộc hoàng cung, chắc chắn không thể ra được. Người bảo ta làm chuyện này, sao nguy hiểm đến vậy? May mà nàng không đi, đào hoa mừng rỡ, sau đó cười nói, thế sự vô thường, từ tiên sinh đừng quá để vào lòng. Nếu đã bình an trở lại, sao không đi theo hoài nhu? Nàng có gì hay để bồi, tự yến quy cười nhẹ, thầm tại giã đang ở chỗ lục trì lan, ta còn phải đi ôn thanh các, không lẽ không được? Đúng là vậy, đào hoa gật đầu, nhưng tiên sinh cứ hay đến tranh xuân các của ta dường như không hay lắm. Ta thấy lục chỉ lan đến phủ, nên ghé thăm ngươi một chút thôi. Tự yến quy liếc nhìn nàng, thật sự nghĩ ngươi là tiên tử không vướng bụi trần, hóa ra cũng biết ghen tuông. Đào hoa híp mắt, ta không có. Nàng đối đãi với lục chỉ lan và thẩm tại giá bằng tâm trạng hết sức bình thường, dù hai người này có yêu đến chết đi sống lại, nàng cũng không cảm thấy gì. Ghen mà không dính vào nữ nhân thật đáng yêu tự yến quy sờ cằm nhìn nàng đâu phải chuyện mất mặt gì sao ngươi phải phủ nhận đã nói là không có mà đào hoa cười suy nghĩ một chút rồi nói ta chỉ tò mò thẩm tại giã sao lại nghe lời nàng như vậy với tính cách không chịu thua của hắn hành động hôm nay thật sự khiến ta ngạc nhiên tự yến quy nhìn nàng một lúc với ánh mắt tĩnh mịch cười có chút xấu nam nhân bị tình cảm chi phối sẽ không giống bình thường ngươi không biết sao đào hoa cảm thấy lòng trùng xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, ý ngươi là, thẩm tại giã từ ái náy đã biến thành thích. Không loại trừ khả năng này, tự yến quy đứng dậy, nhìn nàng nói, nói gì thì nói, nam nhân vẫn phải tự mình giữ chặt. Nếu không bày tỏ lòng mình, cũng không thể hiện chút gì đó để chứng tỏ sự quan tâm, thì sao hắn phải thích ngươi? Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, nói không chừng khi nào đó sẽ bị người khác cướp đi. Khương Đào Hoa im lặng. Tại hạ xin phép đi trước, phu nhân nghỉ ngơi tốt. Tử Yến quy lặng lẽ đánh giá thần sắc của nàng, làm bộ thở dài rồi lắc đầu biến mất ngoài cửa sổ. Thẩm tại giã cũng không dễ dàng, khó gặp được người phụ nữ khiến hắn động lòng, nhưng vì những khúc mắc lợi ích mà không thể đoàn tụ. Hiện tại cuối cùng đứng trên cùng một chiến tuyến, nhưng người phụ nữ này lại nửa điểm không thông suốt, không thể giống người bình thường mà thích hắn thượng thiên quả nhiên công bằng, ban cho thẩm tại giá khả năng thành đại sự, nhưng nhất định phải khiến hắn thiếu hụt ở khía cạnh khác. Chủ tử, khi thấy tự yến quy rời đi, thanh đài tiến lên đỡ đào hoa nằm xuống, chỉnh chăn mền, ngài ngủ đi, nô tỳ sẽ canh chừng. Thanh đài à, đào hoa xoay người nhìn nàng, nhíu mày hỏi, nếu có một bàn điểm tâm mà ngươi thích ăn nhất, nhưng biết đâu trong đó có độc, ngươi còn ăn không? Thanh đài ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. đã biết có thể có độc, tại sao còn muốn ăn? Đào Hoa im lặng, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi thở dài. Ta hiểu rồi, người đi nghỉ ngơi đi, không cần canh đêm. Không hiểu nhìn chủ tử của mình, Thanh đài đồng ý, xoay người ra ngoài nhưng không khỏi lẩm bẩm. Khi nào thì chủ tử cũng nghĩ không ra, lại hỏi chuyện của ta. Điểm tâm là có ý gì? Thích hướng. Thẩm tại giã ngồi trong sân ngắm trăng đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người. Người vẫn chưa chết sao? Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn từ Yến Quy, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Chào ôi, sao nói chuyện như thế? Tự Yến Quy nhíu mày, ta dù gì cũng cứu Khương Thị một mạng, người không cảm kích còn rủa ta. Thẩm tại giã nói, nếu ngươi không cứu nàng, trong hoàng cung ta cũng không cứu ngươi. Nói tốt mà cũng không lui tới, hai người này cũng không để lời của hắn trong lòng. Dù biết giữa hắn và Khương Đào Hoa không có gì, nhưng nên tránh nghi ngờ vẫn phải tránh. Tử Yến quy bĩu môi, còn muốn nói với ngươi đôi lời trong lòng, nhưng nhìn thái độ ngươi như vậy, ta đi đây, tạm biệt. Quay lại, thẩm tại giã nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Bất đắc dĩ xoay người, Tử Yến quy nhìn về phía nhà chính, chỉ muốn hỏi ngươi, đón người này vào phủ, có nghĩ đến cảm xúc của người ở tranh xuân các chưa? Thẩm tại giã cười nhẹ, nàng không dễ chịu sao? Cũng không phải là không dễ chịu, chỉ là có chút kỳ lạ. Tự Yến Quy nói, ta chưa từng thấy người phụ nữ nào kỳ lạ như thế. Nếu là người khác, ghen tuông giận dữ là chuyện bình thường, nhưng nàng thì không, lại trông có vẻ thất vọng. Nói rồi nhìn thầm tại giã, có phải ngươi chưa đủ tốt, không làm cho nàng hoàn toàn yêu ngươi không? nếu không nàng đã khóc lóc om sòm rồi. Nhanh chóng trở về là để nhìn Khương Đào Hoa ra sao khi ghen, không ngờ nàng lại phản ứng như vậy. Sắc mặt trầm xuống, thầm tại giã nói, nàng không phải là người hay khóc lóc om sòm. Chào ôi, ngươi chưa hiểu rõ phụ nữ rồi. Tự Yến Quy cười nói, phụ nữ nào mà không khóc lóc om sòm. Chỉ là xem họ có để ý ngươi hay không thôi. Nếu nàng yêu ngươi đến mức kinh thiên động địa, hôm nay ngươi lại đưa người phụ nữ khác về nàng không khóc lóc om sòm mới lạ không kiên nhẫn ngẩng mắt lên thẩm tại giã đặt tay lên kiếm bên hông nói đi nói lại ngươi chắc mới từ tranh xuân các đến đừng kích động tự yến quy vội vàng lùi lại ta chỉ đi xem nàng nghĩ sao thôi thẩm tại giã khẽ cười đứng dậy tiến tới gần hắn nàng nghĩ sao cần ngươi quan tâm ta ta không phải nghe xong rồi đến nói cho ngươi sao trột dạ né tránh. Từ Yến Quy nói, người thiếu lục chỉ lan một chút cũng không xong. Nếu triệu tập người khác tấn công ta, không biết Khương Thị sẽ nghĩ gì. Nàng dù gì cũng là mối liên kết quan trọng. Được rồi, thẩm tại giã gật đầu, người nói đi, nàng nghĩ sao? Từ Yến Quy mím môi, chính là không nghĩ gì, ta mới thấy kỳ quái, nên mới đến xem người nghĩ gì. Hai người các ngươi trước đây không phải tình cảm rất tốt sao? chẳng lẽ chỉ là bề ngoài hoa thuận? Thẩm tại ra im lặng, một lúc lâu sau, đột nhiên nghiêm túc hỏi, một nữ nhân thật lòng thích ngươi thì sẽ như thế nào? Tự yến quy sững sờ, rồi cười lớn, ngươi cũng không hiểu sao? Hắn thật sự không hiểu, trước đây nghĩ rằng Khương Đào Hoa có thể có hai phần thật lòng với hắn, nhưng bây giờ lại không dám chắc. Hai người yêu nhau, với trạng thái giữa hắn và Khương Đào Hoa hiện tại, có gì khác biệt? Ta sẽ nói cho ngươi biết." Từ Yến quy ngồi xuống, lấy ly nước trà của hắn chấm chấm lên bàn, tình cảm của phụ nữ rất phức tạp, nhưng cơ bản là sự dâng hiến, chỗ dựa, đòi hỏi và ghen tị. Khi họ thích một người, họ sẽ sẵn lòng dâng hiến vài thứ, như Lục Chỉ Lan đối với ngươi nhiều năm qua, đó là sự dâng hiến vĩ đại. Còn nữa, chỗ dựa, dù phụ nữ có hiếu thắng thế nào, họ vẫn muốn có chỗ dựa là nam nhân, muốn được bảo vệ đó là bản tính của phụ nữ. Còn có đòi hỏi, sự dâng hiến không đủ để thể hiện tình cảm, họ sẽ đòi hỏi vài thứ. Sủng ái, sự quan tâm, hoặc sự đồng hành, đều là những gì họ muốn. Cuối cùng là ghen tuông. Ghen tuông là cảm xúc trực tiếp và mãnh liệt nhất của phụ nữ. Nếu nam giữ tốt sẽ đáng yêu, nam giữ không tốt sẽ trở nên đáng ghét. Nhưng điều này là cơ bản, nếu một phụ nữ không ghen khi ngươi thích người khác, nàng chắc chắn không yêu ngươi đủ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 178. Thẩm tại giã nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng dù sao vẫn tin chút ít, vì từ Yến Quy là người trong vạn bụi hoa, người gặp qua nhiều nữ nhân hơn số lần ăn cơm. Hắn nói vậy, chắc chắn đã tổng kết không ít kinh nghiệm, rút ra kết luận cuối cùng. Vậy, theo lời hắn nói, ý là Khương Đào Hoa không đủ thích hắn nên không có phản ứng gì sao? thẩm tại giá cười lạnh, vất tay áo nói, những chuyện nam nữ này, nghĩ đến cũng không có tác dụng lớn, ngươi đừng quan tâm, tập trung vào chính sự đi. Chính sự, tự yến quy nhấn mày, trước mắt còn có cái gì chính sự? Mục vô hạ đăng cơ làm đế, ngươi không còn gì cần quan tâm, không nghĩ đến trung thân đại sự của ngươi, sau này sợ là muốn hối hận. Ta không có gì phải hối hận, thẩm tại giã nói, tình cảm của nàng với ta không quan trọng, ta cũng không quan tâm. Sao hai người này lại có tính tình giống nhau vậy? Tự Yến Quy nghe xong liền lắc đầu, nếu bọn họ đều không thèm để ý, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Lục chỉ lan hiện tại xem như quả phủ, hắn cũng nên an ủi một chút, dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm. Nghĩ vậy, hắn liền vào nhà chính, thầm tại giã không ngăn cản, chỉ ngồi trong sân tiếp tục trầm tư. Ngày hôm sau, trong phủ vẫn bình yên, thẩm tại giã dẫn lục chỉ lan ngồi ở lâm vũ viện, mọi người đến thỉnh an. Khương đào hoa ngủ sớm dậy sớm, tinh thần phấn chấn dẫn các cơ thiếp vào hành lễ. Đây là lục nương tử, thẩm tại giã nhìn người trước mặt nói, sau này các ngươi phải hòa hợp. Thiếp hiểu, đào hoa cười nói, ra không cần lo lắng, thẩm tại giã mím môi, nhìn sâu vào mặt nàng, trong phủ luôn có tranh chấp, bảo ta không lo lắng cũng khó lục nương tử không phải tính tình ôn nhu, nếu có gì sai sót, mong phu nhân tha thứ. Nghe giọng điệu này, thế mà gọi nàng là phu nhân, đào hoa liếu lưỡi, nghĩ thầm mình có phải ngay lập tức biến thành chính thất lòng dạ độc ác. Còn lục chỉ lan là thiếp thất mới vào phủ được dùng ái, dễ bị ghen ghét và hãm hại. Nhân vật như vậy nàng dường như đã gặp ở đâu đó. Bên cạnh, cổ thanh ảnh và mọi người nghe thấy, lòng đều cảm thấy khó chịu người nói ra sủng phu nhân thì thôi, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Nhưng đột nhiên lại có lục nương tử là sao? Xem ra còn muốn lân át phu nhân. Thiếp hiểu, đào hoa nhu thuận gật đầu, lục nương tử cần gì, xin cứ phân phó. Thoải mái, không kiêu căng, không nịnh bở. Thật sự là một chủ mẫu đoan trang hiền thục. Nhưng thẩm tại giã cũng không vui mừng bao nhiêu. Nhìn nàng một lát, quay đầu nhìn lục chỉ lan. Mấy ngày nay ta còn ở trong phủ với ngươi, nhưng khi không có mặt, ngươi có việc cứ để phu nhân xử lý. Lục chỉ lan nhớn mày, trong mắt có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn khương đào hoa một lượt, rồi cười gật đầu, được. Thẩm tại giã khẽ mỉm cười, phủ này không so với nơi hoa lệ trước kia của ngươi, ngươi có quen không? Có ra ở đâu, ta thấy nhiên quen ở đó. Lục chỉ lan nói, ra quen mới là quan trọng. Hai người này nói chuyện vòng vo, khiến mọi người nghe đều hồ đồ khương đào hoa không ngẩng đầu ngồi bên cạnh quy củ đàng hoàng bên cạnh tần hoài ngọc không nhịn được nói thiếp nhớ khi mới vào phủ quản sự đã dạy rằng trong phủ này quy củ tôn ti là rất nghiêm ngặt dưới không thể phạm thượng đúng là như vậy thẩm tại giã nhìn nàng người muốn nói gì thiếp muốn nói lục nương từ dường như ngồi vào vị trí của phu nhân tần hoài ngọc chỉ vị trí của lục chỉ lan chỗ ngồi chính là phía trước một bên phải là phu nhân cùng ra ngồi sao lại có nương tử dám lấn phu nhân ngồi ghế khách lục chỉ lan nhớn mày cúi đầu nhìn trong cung nàng quen ngồi vị trí chính lần này đúng là ngồi sai đang định đứng dậy tay lại bị thẩm tại giã giữ lại kinh ngạc quay đầu nhìn hắn lục chỉ lan vẻ mặt bối rối chỗ ngồi này là việc nhỏ không cần so đo thẩm tại giã nói với vẻ mặt không thay đổi lục nương tử tới trước để nàng ngồi đây cũng không sao mọi người im lặng đào hoa cười khẽ ra nói đúng chỗ ngồi đúng là việc nhỏ nhưng nếu đặt ở bình thường đó là liên quan đến thân phận địa vị không thể vượt quá giới hạn hiện tại thẩm tại giã tự mình phá vỡ quy củ giống như trước đây phá vỡ quy củ hậu viện đặc thù khiến người không thể nói gì dù sao đây là địa bàn của hắn hắn vui là được rồi thả mắt ngồi trên ghế khách khương đào hoa không nói gì thêm mí mắt không nhấc lên, tự nhiên không thấy ánh mắt lạnh lẽo của thẩm tại dã nhìn mình. Sau buổi họp, vài nương tử vây quanh đào hoa, vẻ mặt ai cũng như muốn khóc, còn kém chút là quỷ xuống chảy nước mắt. Các ngươi làm gì vậy? Nàng giờ khóc giờ cười, sóng to gió lớn đều đã trải qua, còn vì chuyện nhỏ này mà khổ sở sao? Phu nhân, ngật không nóng này sao được? Nam cung cầm nhíu mày, lục nương tử và phủ tình thế giống ngài trước kia rõ ràng là gia rất để ý, hôm nay còn vì nàng mà làm ngài mất mặt. Nói nghiêm trọng là mất mặt, thực chất chỉ là hắn thiên vị lục thị một chút, không có gì đáng ngại. Đào hoa khoát tay, hậu viện này hoa nở rồi tàn, không có loại nào từ đầu năm đến cuối năm, gia cũng phải đổi hoa thường, phải không? Người trong cuộc còn mở lòng hơn các nàng, sao các nàng lại xúi dục được? Cổ thanh ảnh cắn răng, gia có phu nhân trí tuệ rộng lớn như ngài thật là phúc khí quá khen quá khen đào hoa cười híp mắt nói trong viện của ta có chút đồ ăn các ngươi muốn cùng đi ăn không không được cổ thanh ảnh và nam cung cầm rối rít hành lễ ngay cả tần hoài ngọc cũng lắc đầu trở về sân còn có việc phu nhân đi thong thả được vậy ta ăn một mình khoát tay áo đào hoa cùng thanh đài tiếp tục đi về phía trước thanh đài trong đầu buồn bực không nói gì chờ khi không còn ai xung quanh mới nhỏ giọng nói, chủ tử không thấy ủy khuất sao? Ủy khuất cái gì? Khương Đào Hoa xài bước về phía trước, chỉ vì một chỗ ngồi sao? Nhưng từ việc nhỏ có thể thấy được nhiều thứ, thanh đài nhíu mày, ra, không còn như trước để ý đến ngài. Theo hắn đi, Đào Hoa nhún vai nói, đây là việc ta không thể kiểm soát, nếu ta sai, còn có thể sửa, nhưng ta đúng, chỉ là hắn có người tình mới, vậy ta cũng nên làm cho mình sống dễ chịu hơn tướng ra sao lại bạc tình như vậy? Thanh đài không nhịn được oán giận, trước đây còn tốt với ngài như vậy. Tâm đàn ông thay đổi lúc nào, ai mà nói được chính xác. Cho nên loại tâm không biết có độc hay không, vẫn không nên ăn thì hơn. Lắc đầu, đào hoa vui vẻ trở về tranh xuân các, tiếp tục xem sổ sách tính toán, giải quyết mâu thuẫn giữa các cơ thiếp, một ngày cũng trôi qua. Làm chính thất phu nhân, không giống thiếp thất dễ dàng được sủng ái nàng không phải rộng lượng, chỉ cố nghĩ về mặt tốt, làm cho mình dễ chịu hơn, nếu không ở viện này mãi không thoát ra được, còn tự làm khổ mình, thật gian nan. Nhưng, dù nàng đã nghĩ thoáng, thẩm tại giã dường như vẫn không muốn cho nàng sống dễ chịu. Mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc làm, ta nghĩ dẫn chỉ lan đi dạo. Hắn nhìn nàng nói, người có cần đi cùng không? Cùng đi làm gì? Hai người họ nói chuyện yêu đương, mình phải trả tiền sao? Đào hoa cúi đầu chừng mắt, rồi ngừng đầu cười dịu dàng hỏi, ra dự định cùng lục nương tử đi đâu? Nàng muốn đi nhân duyên miếu cầu duyên, thẩm tại giã nhìn lục chỉ lan cách đó không xa, ánh mắt ôn nhu, trước kia không bồi nàng, giờ cũng không thể từ chối yêu cầu này. Nói cách khác bây giờ cầu gì được nấy, đào hoa cười lạnh, sao ngươi không đổi tên thành thẩm quan âm đi? Ngươi nói gì, thẩm tại giã hí mắt, không có gì, ra nghe lầm. Đào hoa vội cười nói, thiếp chỉ thấy ra thật tốt, nếu lục nương tử muốn đi, thì hai người đi thôi, thiếp. Người mất hứng, thẩm tại giã nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hỏi. Đào hoa ngừng lại, lắc đầu, không có, thiếp sao phải mất hứng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn đầy sự tim tòi, trong mắt nàng là một mảnh mờ mịt, không một ngợn sóng. Mà thôi, thẩm tại giã nhắm mắt, người cũng cùng đi, nhiều người náo nhiệt ra đào hoa nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp ngài thật không nghĩ vì sao mình khó được nữ nhân ái mộ sao lục nương tử muốn đi cầu duyên nhất định muốn cùng ngài đi mang thiếp theo thành gì người ít nói nhảm không nhịn được thẩm tại giã liền xách nàng đứng lên kéo về phía lục chỉ lan lục chỉ lan đứng bên cạnh xe ngựa nghe động tĩnh quay đầu lại liền sợ hết hồn khương đào hoa bị thẩm tại giã giữ chặt hướng về lục chỉ lan nói lục nương tử, đừng trách ta, ta không muốn đi, tướng ra có lẽ cảm thấy thiếu trả thù lao, cho nên. Nghe thấy khó chịu, thầm tại giã liền ném nàng vào xe ngựa, sau đó quay đầu nói với lục chỉ lan, ngươi cũng lên đi. Ngờ ngác gật đầu, lục chỉ lan vịn tay hắn lên xe, vén rèm nhìn khương đào hoa bên trong rối loạn, không nhịn được cười nhẹ. Đào hoa vội vàng ngồi ngay ngắn, cố gắng duy trì sự ưu nhã của chính thất trở về nàng cười một tiếng. Thẩm tại giã vào ngồi bên trong, xe ngựa lào đảo hướng về nhân duyên miếu. Trên đường đi, thẩm tại giã và lục chỉ lan nói chuyện câu được câu không, đào hoa cầm rèm cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài. Rút đầu vào, thẩm tại giã khiển trách, như cái gì vậy? Đào hoa treo ngoài cửa sổ với vẻ mặt tức giận, hai người các ngươi nói từ 10 năm trước đến giờ, nàng không nói một câu, thỏ đầu ra ngoài cũng sai sao? Nhưng nghe lời này, Nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo, quay đầu cười với Thẩm Tại Dã, thiếp thấy đoạn đường này phong cảnh đẹp, ra không bằng cũng nhìn một chút. Chương 179. Trầm Đại gia không hứng thú với kiến trúc dân gian, hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi quay đầu nhìn thẳng phía trước. Đào Hoa thấy xấu hổ, nàng sờ mũi bĩu môi rồi quay đầu nhìn Lục Chỉ Lan với ánh mắt đầy ẩn ý. Hắc hắc, Đào Hoa cười và cúi xuống nhìn đang định yên tĩnh ngồi chơi thì nghe nàng nói, phu nhân và tướng gia tình cảm thật tốt, tình cảm tốt. Thẩm tại dã và Khương đào hoa đồng thời nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ. Đừng ngạc nhiên như vậy, ta nói sự thật. Lục Chỉ Lan thản nhiên nói, tướng gia bình thường không dữ dội như vậy. Người khác, ngài luôn ôn nhu. Còn với phu nhân, ngài dữ dội nhưng phu nhân không khó chịu chút nào. Có lẽ vì hiểu rõ tính cách cứng miệng mềm lòng của ngài thẩm tại giã dữ dội với nàng, vì hắn là người biến thái. Nàng không khó chịu vì đã quen, không liên quan gì đến tình cảm. Tình cảm là chuyện như cá uống nước, chỉ có tự mình biết rõ. Đào hoa thở dài, nhíu mày liếc nàng một cái, thầm tại giã quay đầu nói với lục chỉ lan. Ta dữ dội với nàng vì nàng làm những việc không ai bình thường làm, còn nàng nhẫn nhịn vì biết mình sai. Người mới là người sai, cả nhà người đều sai. Đào hoa giận nhưng không dám nói, quay đầu bực tức lầm bầm. Ngắm cảnh mà cũng sai, sao hắn không phá luôn cả những phòng bên cạnh. Lại chửi ta sao, thầm tại giã híp mắt. Đào hoa cứng đờ, cười nịnh nọt quay đầu lại, ngài nghĩ nhiều rồi, thiếp đâu dám mắng ngài. Lục chỉ làn ánh mắt tinh anh, nói nhỏ, không nên có gan đó. Trước đây người bất kính với tướng ra, giờ ta không thấy ai nữa. Đào hoa lạnh sống lưng, ôm chặt cánh tay mình, cười ngây ngô với thẩm tại giã ngài rộng lượng sao lại so đo với tiểu nữ tử như thiếp vừa dứt lời xe ngựa đột một quẹo làm đào hoa suýt bị văng ra ngoài chưa kịp tình hồn nàng vội bám vào đệm quay đầu nhìn lại đôi cầu nam nữ không đúng cặp tiên đồng ngọc nữ đã vững vàng ôm nhau không sao chứ thẩm tại giã nhíu mày hỏi lục chỉ lan lắc đầu như nhớ ra gì đó dựa vào lòng hắn ngồi thẩm tại giã có chút cứng đờ, Khương Đào Hoa nhìn hai mắt rồi quay đi, bên trong xe bỗng trở nên yên tĩnh, bầu không khí có phần lúng túng. Sao vậy, ta quá nặng sao? Nhìn vẻ mặt hắn, Lục Chỉ Lan không vui hỏi, ngài chịu không nổi à? Không có, thẩm tại giã vô thức đặt tay hai bên, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, lại thấy nàng đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Thẩm tại giã bất đắc dĩ xoa thái dương, nhỏ giọng hỏi người trong lòng, ngươi có phải đang nhớ tiên đế? Chỉ có tiên đế khi đi xe mới ôm nàng thế này, mình chưa bao giờ gần gũi như vậy. Lục chỉ lan sững sờ, rồi khuôn mặt trầm xuống, hy vọng ngài đừng nhắc tới người khác. Giọng điệu nàng có chút bén nhọn, làm đào hoa giật mình, không kìm được mà mắng thầm tại giã ngu ngốc, còn ôm nữ nhân nhắc đến người chồng quá cố của nàng. Trong đầu hắn đang nghĩ gì? Thẩm tại giã cười nhẹ, cúi mắt không nói gì, lục chỉ lan ngồi xuống bên cạnh hắn, nằm gần hắn hơn. Miếu nhân duyên đã đến, thầm tại giã bế lục chỉ lan, Khương Đào Hoa tự mình bước xuống xe, đi theo sau họ. Bên kia xin xâm, đám đông hối hả, lục chỉ lan không để mang hộ vệ, thầm tại giã phải che chở nàng đi, chưa đi được hai bước, quay lại đã không thấy Khương Đào Hoa. Thẩm tại giã giật mình, vội quay lại tìm, nhưng lục chỉ lan lảo đảo, hắn phải giữ nàng chặt. Ngừng đầu lên, không thấy bóng dáng Khương Đào Hoa đâu sao lại thấp thế này? Thẩm tại giã cắn răng, quay đầu ra lệnh cho chạm lô, đi tìm nàng về. Dạ, chạm lô đáp, chen qua đám đông đi tìm. Đào hoa vốn theo sát thẩm tại giã, dùng hắn che chắn biển người, không ngờ bị ai đó xô ngã, lùi vài bước, rồi bị đám đông đẩy ra ngoài. Nàng định gọi nhưng thẩm tại giã mãi chú ý che chở người trong ngực, không để ý đến nàng, xung quanh lại ồn ào, gọi cũng vô ích, nghĩ vậy nàng lùi ra ngoài đợi dù sao họ cũng phải ra cúi đầu nhìn giày bị dẫm bẩn đào hoa thấy âm ức giày mới làm xa tanh mới khó rửa lắm không ai ra tìm đào hoa nghĩ một chút tìm chỗ vắng ngồi âm thầm trách thầm tại giã lần sau có thể dẫn thanh đài đi cùng không một tay một người sẽ cân bằng hơn không để nàng lạc đàn thảm hại như bây giờ nhéo nhánh cây trên đất không làm nhảm được bao lâu trước mặt hiện ra đôi giày ủng đào hoa sững sờ ngẩng đầu nhìn đối diện là khuôn mặt kinh ngạc của lý tấn thật là ngươi lý tấn nhíu mày ngươi làm gì ở đây nàng còn muốn hỏi hắn ném nhánh cây đào hoa không đổi sắc nói ta theo thẩm thừa tướng ra ngoài đang chờ hắn thẩm tại giã lý tấn ngẩn người mặt đầy phức tạp hắn mà đi cùng ngươi tới đây dĩ nhiên không phải đi cùng nàng nhưng khương đào hoa không định phản bác ngược lại nhìn phía sau hắn ngươi đi một mình lý tấn gật đầu tân đế đăng cơ đã nói chuyện với ta cho ta ở lại kinh đô hơn nửa tháng ta nhàm chán nên nghĩ đến xin sâm đào hoa nhìn không được liếc mắt ngươi đường đường là phò mã triệu quốc thừa tướng mà còn đi xin nhân duyên ký không sợ khương tố hành biết cắt đứt chân ngươi sao lý tấn nhìn nàng sâu xa có những nghi hoặc bản thân không giải được chỉ có thể cầu người giúp thẩm thừa tướng tạm thời không ra, người giúp ta được không? Ha ha hai tiếng, đào hoa liếc hắn nói, ngươi và ta có giao tình gì đặc biệt sao? Còn giải đoán xâm, nàng không rút cây nhân duyên bên cạnh đập chết hắn là may lắm rồi. Đào hoa, lý tấn thở dài, gặp nhau là có duyên, ngươi không thể ôn hòa chút sao? Hơn nữa, sao hắn để ngươi một mình ở đây? Người qua lại đông đúc, ngươi như thế này, chỉ sợ nguy hiểm, nhìn xuống bản thân, một bộ quần áo đơn giản, hôm nay không trang điểm nhiều, sao lại nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, cổ tay bị Lý Tân nắm, kéo nàng đến chỗ giải đoán xâm dưới tảng cây nhân duyên. Buông tay, đào hoa mặt lạnh xuống, giận dỗi, người không buông, ta sẽ cắn. Vậy ngươi cắn đi, Lý Tân nói nhỏ, dù ngươi cắn đứt tay ta, ta cũng không buông. Nàng còn sợ ô uế răng, có nhiều gian hàng giải đoán xâm, Lý Tấn chọn cái không có người, ngồi xuống viết ký văn người giải đoán xâm nhìn đôi nam nữ không dứt khoát nhìn ký văn trong tay cười nói vị công tử này nhân duyên nhiều chắc chờ a à, lý tấn nhíu mày chỉ giáo gió thổi hoa không rơi hoa rơi xuống nước tự chảy nghĩa là ngài từng có nhân duyên tốt cô nương kia rất thích ngài nhưng ngài đánh cờ hỏa âm cuối cùng mất cô nương kia cô ấy đã về nhà khác năm nay thầy bói lợi hại thế đào hoa líu lưỡi không dẫy rủa đến gần hỏi vậy hắn bỏ qua vị cô nương kia cuối cùng có được hạnh phúc không cái này ta không biết người giải đoán sâm cười nói ký văn không nói nhưng căn cứ hậu văn vị công tử này tình duyên nhấp nhô không quý trọng nhân duyên cuối cùng công dã tràng lời giải thích này nàng thấy rất có lý đào hoa gật đầu gạt tay lý tấn nhưng hắn nói ngươi xem đây là báo ứng lý tấn tái mặt nhìn người giải đoán sâm hỏi có cách nào thay đổi có, người giải đoán xâm chỉ bên cạnh có hồng túi thơm, một lượng bạc một cái, treo lên nhân duyên thủ, nhân duyên sẽ thuận lợi. Cái này cũng có người tin, đào hoa liếc mắt, rõ ràng là mở hà bao, ngốc tử, ném bạc đi. Ngốc tử trước mặt móc hai lượng bạc, bỏ vào hà bao, rồi lấy hai cái túi hương, nhét một cái vào ngực nàng. Ta không cần, ghét bỏ ném đi, đào hoa nhíu mày, lý thừa tướng, chúng ta không có quan hệ gì đừng liên quan nữa. Cáo từ, đào hoa, Lý Tân nhíu mày, ta chỉ nghĩ ngươi ở tướng phủ không sống khá giả, muốn đổi nhân duyên mệnh số cho ngươi, sao lại bướng bỉnh thế? Đổi nhân duyên, đào hoa cười, nhìn túi thơm trong tay hắn, nếu thứ này thật hữu dụng, sao còn nhiều người si tình? Nhân duyên dựa vào chính mình, Lý thừa tướng sợ lấy giỏ trúc múc nước, hãy trân trọng người trước mắt. Đừng níu kéo quá khứ, Lý Tân môi trắng bệch, suy nghĩ một chút, vẫn cố chấp nhét túi thơm vào tay nàng, kéo nàng về phía nhân duyên thụ. Ta cảnh cáo ngươi, Khương Đào Hoa thật không nhịn được, ta mang dao găm, đừng ép ta. Muốn chém giết dốc thịt tùy ngươi, Lý Tân nói, ta chỉ muốn tốt cho ngươi, đối phó với người này có cách nào? Đào Hoa giận run rẩy, mắng chửi đi, hắn lại tỏ ra không biết, không mắng chửi, nàng không phải là người đánh không đau. Người này không thể cách xa nàng một chút sao? lục chỉ lan cầu xin xong quay đầu lại nhìn thẩm tại giã không biểu cảm gì nhưng mắt rõ ràng hiện ra sự nôn nóng không kiên nhẫn sao lục chỉ lan nhuyến mày trước đây ta đưa cho ngươi phù bình an cũng phải ba quỷ chín lại cầu xin thẩm tại giã nhíu mày phù bình an và nhân duyên ký là cùng một cách cầu xin không phải lục chỉ lan cười nhưng năm đó ta đưa ngươi là nhân duyên ký chỉ là ngươi chưa bao giờ mở ra xem chương 180 Thẩm tại giã sững sờ, vô tình hỏi, tâm tư của các nàng đều phức tạp như vậy sao? Sao có thể thế được? Lục chỉ lan cười nhẹ, chỉ khi gặp người quan trọng, mới dành nhiều tâm tư như vậy. Thiếp biết rõ chàng sẽ không nhận nhân duyên ký, nhưng người ta nói nhân duyên của thiếp gặp chắc trở, chỉ khi chàng mang theo cây sâm đó mới có thể cải thiện. Nghĩ lại thì, hắn cũng là một tên lường gạt. Thẩm tại giã khẽ nhíu mày, suy nghĩ lại từ khương đào hoa nhận được những gì chỉ là một chiếc bánh đào hoa chẳng có gì đặc biệt một cái gối đầu từng tặng nam vương lại rơi vào tay hắn và một chiếc khăn tay vuông mà hắn vô tình lấy từ nàng nhà đầu đó thật không dành chút tâm tư nào cho mình thật đáng bực mình chủ tử chạm lô trở lại nhíu mày nói bên tay hắn đã tìm khắp trong miếu không thấy phu nhân đi đâu rồi thẩm tại giã nghiêm mặt nhìn lục chỉ lan nói không thấy khương thị ra muốn đi tìm lục chỉ lan nhớn mày thiếp cũng muốn ra ngoài xem giải đoán sâm đi cùng chứ thẩm tại giã gật đầu xoay người đi ra ngoài trước kia hắn không nhận ra vấn đề này cho đến khi bỏ lỡ nàng hắn mới nhận ra khương đào hoa sao lại nhỏ bé như vậy nhỏ nhắn lọt thỏm trong đám người không thể ăn nhiều hơn một chút để lớn hơn sao thầm tại giã bực bội đẩy đám người ra. Hắn cúi đầu tìm kiếm khắp nơi, không muốn thừa nhận mình đã không bảo vệ nàng tốt, chỉ muốn tìm được nàng rồi mắng một trận. Bước ra cửa chính của nhân duyên miếu, bên ngoài rộng rãi, đám người cũng thưa thớt, thầm tại giã liếc mắt liền thấy khương đào hoa đứng dưới tảng cây. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, định đi qua, nhưng lại thấy bên cạnh nàng có thêm người khác. Để ta giúp nàng treo lên, lý tấn đưa tay về phía nàng đào hoa liếc mắt nhìn cành cây cao rồi đưa túi thơm cho hắn treo sớm rời đi sớm cây này không phải treo túi thơm mà là bạc cả cây toàn bạc nam nữ si tình quả nhiên dễ lừa nàng rất đau lòng nghĩ đến sau này có thể không dễ chịu có nên tới đây bán túi thơm không đang mơ mộng ánh sáng bên cạnh đột nhiên tối sầm lại có người đứng đó đào hoa quay đầu bất ngờ thấy thẩm tại giã đang lo lắng hai vị thật hăng hái hắn nói chỉ chút thời gian dành cũng muốn treo túi hương sao lý tấn ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn nhíu mày thẩm thừa tướng lý thừa tướng khương thị dù sao cũng là chính thất của tại hà thẩm tại giã bước tới khẽ cười đưa tay lấy túi thơm từ tay hắn thản nhiên nói việc này có chút vi phạm đạo đức lý thừa tướng cũng nên suy nghĩ kỹ trong lòng lo lắng, đào hoa đưa tay vuốt vuốt chán mình. Hôm nay ra cửa nàng có phải không xem hoàng lịch không? Sao lại xui xẻo thế này? Đây là cảnh gì? Bắt kẻ thông dâm tại chỗ, trời mới biết nàng chỉ là người bị hại, nàng không làm gì cả. Nhưng thẩm tại giã quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh buốt, khiến nàng run sợ trong lòng. Làm gì vậy? Hoài nghi nàng sao? Ban ngày ban mặt thế này, nàng có thể làm gì ngoại tình? là hắn ném nàng ra ngoài trước, những việc sau đó đâu phải nàng tình nguyện, tại sao lại trách nàng. Đào hoa mím môi, đột nhiên cảm thấy tủi thân, làm nam nhân thật tốt, trái ôm phải ấp không ai nói gì. Còn nữ nhân, làm gì cũng bị người khác chỉ trích. Phẫn nộ quay lưng, đào hoa như mèo xù lông, quay lưng về phía hắn, mặc hắn nhìn thế nào cũng được. Nàng còn giận dỗi, thầm tại giã nhíu mày, thu hồi ánh mắt, nhìn lý tân nói lý thừa tướng nếu không có việc gì khác chúng ta xin đi trước thẩm thừa tướng lý tân nhíu mày nhìn túi thơm trong tay hắn nói xin cho tại hạ nói thẳng ngài thật là bá đạo không chịu giúp đào hoa giải độc lại quản nàng kỹ thế sao thoạt nhìn như quan tâm nhưng thật ra chỉ coi nàng như đồ chơi thôi đúng không cười bá đạo thẩm tại giã lạnh lùng liếc hắn giọng nói khinh thường có cách nào nàng thích thẩm mỗ như thế. Sắc mặt xanh mét, Lý Tấn cắn răng, nhất thời không nói được lời nào. Thẩm tại giã bước đi, cầm tay Khương Đào Hoa, quay lại bên cạnh Lục Chỉ Lan. Không phải muốn đi giải đoán xâm sao, hắn nghiêm mặt nói với Lục Chỉ Lan, ngươi đi giải đi, chúng ta chờ trên xe. Đánh giá hắn, Lục Chỉ Lan khẽ hừ, cầm lấy ký văn rồi đi. Thẩm tại giã không có thấy ai trong tay, liền rời khỏi nhân duyên miếu quay về xe ngựa. Màn xe buông xuống, hắn cũng buông tay, Khương Đào Hoa tự cuộn thành một cái cầu, lùi vào góc buồn bực. Người còn tức giận, thẩm tại ra ánh mắt lạnh lùng, hô hấp nặng nề, chuyện này không phải ta nên tức giận hơn sao? Hắn tin lời nàng nói trước kia, không để ý ly tấn, nhưng nàng lại đứng cùng hắn dưới tảng cây nhân duyên. Làm gì, hối hận đoạn nhân duyên này, muốn đổi mệnh không thành. Nắm chặt nắm đấm, thẩm tại giã nhìn chằm chằm không nói lời nào là chấp nhận sao ra muốn làm gì thì làm đào hoa khó chịu toàn thân như xù lông xem không vừa mắt thì trói thiếp ném xuống hồ đi đây là thái độ gì thẩm tại giã giận dữ nắm lấy nàng bóp cằm bắt nàng nhìn thẳng mình ngươi không sợ chết sao hốc mắt ửng hồng đào hoa há miệng cắn tay hắn nhưng cắn rồi mới phát hiện không đúng vén tay áo hắn lên thấy cổ tay băng bó. Đây là gì? Đào hoa mếu máu hỏi. Thẩm tại giã lạnh lùng nói, các người nữ nhân đều cầm tinh con chó, đây là lục chỉ lan cắn. Một dòng khó chịu chọc thủng ngực nàng, khương đào hoa giận dữ, to gan cầm tay hắn kéo ra. Chết tiệt, nàng ngay cả cắn tay cũng không bằng người ta. Khương đào hoa, thẩm tại giã thật sự tức giận, hôm nay ngươi không sợ chết sao? muốn chém muốn giết tùy ngài. Đào hoa tức giận, thiếp không làm gì có lỗi với gia, không thẹn với lương tâm. Đứng cùng tình nhân cũ, còn nói không thẹn với lương tâm. Thẩm tại giá cười lạnh, người không bị bắt tại trận thì không nhận tội phải không? Lời vừa nói ra, cổ họng hắn căng thẳng, gần như ngay lập tức nhận ra mình nói sai. Nhưng lời đã vào tai nàng, muốn thu hồi cũng không kịp nữa. Đào hoa ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn hắn, trong mắt lộ rõ sự đau đớn khiến thẩm tại giã cảm thấy nhói lòng lập tức mở miệng ta đang cãi nhau sao lục chỉ lan vén rèm xe lên ngần ra nhìn hai người bên trong nhấc chân vào nói các ngươi làm gì mà ầm ĩ thế đào hoa cúi mắt bình tĩnh lấy tay thẩm tại giã ra ngồi lại vị trí của mình không nói gì có chuyện gì vậy nhìn thấy thẩm tại giã có chút hoảng hốt lục chỉ lan nhướn mày ra gấp gì sao không có gì thẩm tại giã nhíu mày đưa tay nhau sống mũi lên đường về phủ đi xe ngựa chuyển bánh khương đào hoa vẫn tựa đầu nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng lần này thẩm tại giã há miệng lại không quát nàng có gì đó không ổn à lục chỉ lan ý mắt quan sát hai người này rất lâu cười mở miệng nói ra đoán xem ký văn ta vừa xin nói gì gì thẩm tại giã không chú ý giải đoán sâm nói rằng ta muốn có được đều đã đạt được, nên quý trọng. Nàng nhìn hắn thật sâu, ta nên quý trọng sao? Thẩm tại dã không suy nghĩ liền nói, giải đoán xâm chỉ là lừa người, nếu hắn nói đúng, thì phù nhân duyên của ngươi đã có tác dụng rồi. Biểu môi, lục chỉ lan nói, ngươi thật sự không hiểu phong tình, nam nữ cùng nhau đến nhân duyên miếu, ai quan tâm thật hay giả. Cầu xin chỉ là để tâm linh tương thông mà thôi hắn cùng nàng tâm linh tương thông, thẩm tại giã cúi mắt, việc này có vẻ khó khăn. Đào hoa mặt không thay đổi nhìn cảnh vật lướt qua, hoàn toàn không nghe hai người bên trong nói gì, vừa đến phủ thừa tướng, nàng không nói hai lời liền nhảy xuống xe ngựa, quay đầu cười nói, thiếp không thoải mái, xin phép đi nghỉ trước, thiếp cáo lui. Nói xong, không để ý thẩm tại giã, nàng trực tiếp đi về tranh xuân các. Thẩm tại giã nhíu mày, nhìn nàng chạy khuất bóng, Mở u bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Xem ra nàng thật sự tức giận, lục chỉ lan vẻ mặt vui vẻ xem kịch, cười duyên nói, ra không mau đi dỗ dành. Ngươi vào đi, thẩm tại giã thản nhiên nói, ta còn có việc, phải ra ngoài một chút. Lục chỉ lan nhớn mày, nhìn hắn một lúc, nghiêm túc nói, đừng nói ta không nhắc ngươi, nữ nhân khi mới tức giận thì rất dễ dỗ, nhưng nếu ngươi bỏ mặc nàng để tự tỉnh táo có thể khi nàng tỉnh táo lại, người đối với nàng không còn quan trọng nữa. Ta đối với nàng khi nào từng quan trọng, cười nhạo một tiếng, thầm tại giã quăng tay áo, đi dài trước xe ngựa, đáp lên ngựa rồi cưỡi đi. Ngây thơ, lục chỉ lan lắc đầu, nhỏ giọng nói, nếu là Minh Hiên, ta tức giận, hắn chắc chắn sẽ lập tức dỗ dành, mới khiến người cảm thấy được quan tâm. Người bị cho là tận thiên hạ đại sự, sao lại không hiểu lòng phụ nữ? nói xong, nhớ tới một cái tên, thần sắc nàng cũng ảm đạm. ngẩng đầu nhìn ba chữ phủ thừa tướng trên bảng, dừng một chút, rồi bước vào. Trở lại tranh xuân các, đào hoa tức giận ăn một tô mì thịt bò, uống canh thịt, kèm thêm một đĩa điểm tâm, cuối cùng trái tim mới bình tĩnh lại. Chủ tử sao vậy? Thanh đài tò mò hỏi, gặp chuyện gì sao? Không có gì, đào hoa hí mắt, ra ngoài bị cho cắn một cái. Nghĩ lại lát nữa còn phải vẫy đuôi với chó, có chút tức giận thôi. Nàng giận thầm tại giá nói vậy, nhưng lại giận hơn vì mình phải dựa vào hắn sống, còn phải chờ hắn chịu công kích. Dù hắn nói quá đáng, mình cũng chỉ có thể coi hắn là tổ tông mà cung phụng. Thật là quá tủi thân. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.